Ok. Cái mạch trục trặc. Bán đàng hoàng đấy. Chắc là đàng hoàng nhá. Tôi phải cởi hết quần áo là biết rồi, từ tối là bắn không được trận nào ra hồn rồi đấy. Mọi thứ vẫn ở trong kế hoạch. Hoạch. Hoạch này. Hoạch này. Ê lêu lêu, ê lêu lêu. Hi hi, treo lên Cháu cái gì? đi. Nhìn cái gì? Ai xinh hơn? Ai Đương xinh nhiên là hơn? tôi thôi, Áo tại sao đẻo. lại phải hỏi? Áo đẻo. Trông Ui, nhìn fake tóc à? Không có kính fake à? cái Không có kính. Không có kính sao xinh mà chị. kính đẹp như này cũng không có kính, what the fuck, kính xịn đấy. Rồi, kính chán đâu. Kính tím này này, kính Bộ tím này, úi giời này ông Hiệp ra biết hít. biết bộ bikini mua trong audition bao tiền không? Không cần biết. Game chat game. Ngày đâu? Thôi đi, không vào lâu ông. Para. Và ra cật. Hà Tĩnh còn đỡ. Hà Tĩnh đi, Hà Tĩnh đi. Nào thì Hà Tĩnh. Tôi là người Việt Nam. Thật ra cái đường bay này Hà Tĩnh nó còn đông hơn ở Para đấy. Từ đây nhảy xuống KV còn được cái này. Nhưng mà lúc nào gần thì nó vẫn đông gần nhảy hơn. Hà Tĩnh là bình thường quá đông. Bình thường quá đông sẵn. Chưa nhìn thấy ai cả. Tôi thấy ông. I see you in my eye. Úi rồi ba thằng nhá, ba thằng hướng kia này, Đấm luôn ba xuống, thằng ở đấm luôn. hướng 120. Úi đi đi, bác bác Đấm luôn, không đấm ba thằng ở, nhiều. ui, hai thằng ở chỗ ông ấy. Ôi đẹp, Có có mỗi lục Hiệp ở chỗ này. tôi. Ba thằng ở chỗ ông Hiệp ấy. Rồi có lục 4x phê. Gì Bắn bạn tao vậy? à, bắn bạn tao à. Tao giết mày luôn không nói nhiều. À còn tí chân của thằng nữa. Đâu đây, đâu đây, đâu đây? Bắn bạn tao à. Thằng con giời đâu? Đấy, chỉ ra cái ăn nhanh. Thôi đi, tôi ra tôi kết thúc nó cho ông đỡ bị xoay. Kiểu về, kiểu Soi về. gì? Soi gì? Đây là Soi cô sở vợ chim. cho ông này. Wow, kinh nhỉ. Clear hết rồi còn cover. What the fuck, đốc rồi vẫn còn một thằng đấy không ạ? Ui rồi, bọn nó chơi. Ông Nguyên nhặt. Ok, có một thằng ở chỗ này. Thôi thôi Chỗ thì này ơi. Tôi hết đạn rồi. đâu Hướng đâu E đây, hướng E đấy, hướng E. Đây đâu đây đây, đâu đâu chỗ tôi. đang ra đang Ui, ra đang đấm ra luôn, cẩn thận. không nói nhiều. Đấm luôn, đấm xong rồi. Xong Boss hết à? rồi. Ủa, đâu có nữa. Đâu Không, nữa, vẫn còn nó tiếng chân còn tìm này. thằng lúc nãy. Vẫn còn tiếng Nó chân còn tìm này. thằng lúc nãy nữa. Vẫn còn. Thằng đồ hóa này. Đứng đây bắn ai? Cái thằng lúc ấy tôi đấm mà cùng tìm thằng lúc ấy đấm phát chết luôn mà. One Đây cái thằng tôi bắn ở đây là Punch thằng nào đây? Không, thằng ấy thằng khác, thằng ấy một phát vẫn nốc thì nó là thằng khác rồi, còn thằng tôi giết là một đấm chết luôn. One Punch Man. Thằng ấy bị ngu sao để ông giống chết. Không, tôi bắn 6 phát AK vào đầu rồi. À đây có cái áo đẹp. Bởi vì tôi có mỗi sao viên. Tôi cũng chưa loot thằng nào cơ. Không loot hết. Chẳng có cái đồ đếch gì cả. Ồ, có còn không nha. Đừng có đòi Có hỏi mỗi toàn mạng cái tôi giết mà ông M, có mỗi cái M4 với cả một cái 4x còn chẳng có đồ gì. nhặt. Đây Coca 98 này, ai nhặt thì nhặt. Không, không bắn ca. Căm thủ Máy ca. tính thì bắn ca đi. Dẹp bắn ca Máy không? tính thì bắn ca. Dẹp bắn ca thì làm không? Có AK, nhiều AK. Thôi mình bắn ca. Không may bắn thì mình bắn, luyện bắn. Không thôi đưa ra bắn cho.
lấy đạn đấy không? Lấy đạn thì SMG không? SMG không em mà gì không bắn thường ca dùng xuống tôi có thường bắn hơn ca 100 viên rồi là SMG thì thiếu gì mà phải cho cái thế băng thì đạn, bắn có băng cho đạn X10 này, có băng đạn X10 này tôi hết SMG rồi tôi băng đạn ở xịn cửa chỗ rồi đó. băng đạn xịn rồi anh bắn Wow, ca gì à hả có ngập tôi chưa bắn ca, tôi bắn tôi cho ca 4x có rồi, có X2 rồi, 4x này bắn đâu phải 4x không đâu vứt xuống, vứt xuống sau lưng trò như ra lệnh. chứ còn gì nữa Hô hô láo nhỉ, bên này có giáp máu này mình kêu tận 4 thằng kinh thật chứ gì, kêu một cả một squad ở rồi. hiệp đâu rồi hiệp ơi đâu hết rồi không Rồi có super sensor rồi. sớm máu này không ăn à Ok. Đang nhặt fucking riêng cô ăn nhanh thế. chậm tay là mất Có tí chân, có tí chân, có tí chân ở ngoài. Có đâu tí chân, có thằng nữa. Có tí chân. đâu đâu đâu, đâu. Kia, đằng sau. À, trong máy rồi máy máy Rồi. chạy Thấy không? ngơ Thấy trình ngơ độ nghe à tôi siêu đẳng không? chạy ngơ ngơ con ngáo Thế trình độ nghe à tôi siêu đẳng hiệp ơi sao đấy được không nói gì thế đi ra đây đi không? Không khen mình được một câu ạ, còn đánh trong làng khổ vãi. đi Phận khen gánh gì tim. có gì mà phải khen Thế ông làm thế cái gì chị à trình độ lắng nghe của tôi. Ồ, phải thật. Giờ lại nhặt painkiller của mình biết ngay. làm Khốn nạn. gì à Châu trọng uống nước đục đừng nói nhiều kêu cả một sờ quát rồi bò đến ui rồi bò đến ui rồi bò tôi đang có kêu một cả một sờ quát tỷ penkiller rồi rồi 6 bình kêu thuốc cả một nước sờ các quát loại này cứu đồng thì đội, kêu một sờ quát cứu đồng đội rồi đấm tay, thôi chạy đi không được một lời khen, hiệp ơi không được một khen lời khen. Ui rồi khổ, phận làm cánh tim chưa một lời khen ca. Tôi tin nhắn what the hell bom rơi đạn lạc đâu hiệp không ăn đầy máu lên máu đâu không máu à máu bị ông rút hết mẹ ở đâu đâu, ông rút hết mẹ máu rồi nói máu đâu ra về, bây giờ tốt bụng. tôi có 4 bình này thì tôi chia cho Không cần ai nói ông nói hiệp what the hell ok ok phải kia có phải là cái xe không 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 nhìn nhầm rồi không đâu không phải đâu điều đấy đoán hiệp đẹp tôi xe tôi lái cho để tôi lấy skin nào what the fuck bye. mày cút đẹp có thể mua sao mày cút Xe này sắp hết xăng rồi không quay lại đâu, tự chạy bộ nhá. Bốn bốn ui rồi chết, bốn pendular thì bơm vào nhá, đây không có thì thôi phải dùng xe thôi. chết thì cũng chả chết được đâu thì nó tốn máu của tim thôi thằng nào có cái tên hay vậy Ôi ông Hiệp ơi xuống bơi thôi, xuống bơi thôi. Ui xa lắm, ui xa lắm. Ui tiếng súng nha, tôi có có tiếng xa súng nha Hiệp ạ. vai loen À, thấy nó, tao thấy mày rồi. Hiệp ơi hướng SW. mấy 7 giây nữa bo vào cái kia bắn nhau cái gì SW. đâu cái Rồi. SW ở chỗ nào Cứu 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 ơi. Cứu. SW ở chỗ trên tảng đá, có vừa có một thằng. cover đi cover hiệp Tôi ít máu.
bắn dạ thôi, bắn từng viên một dạ. Kia cái nó ở gốc cây ấy, thấp thỏm. Ăn máu lên, ăn máu lên, ăn máu lên, ăn được. Máu lên, chạy bo đi, chạy đi, chạy đi. Lấy xe chạy bo. Điên rồi, bơi thôi, chạy thì đéo. Bơi bây giờ bơi qua chết ngay, không thể bơi qua được. Tôi thấy rồi, mọi người đang ăn máu. Fuck. Cứu 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 cứu. Đấu đấu vãi. Bên ba người một cái cục bờ này khó quá. Bo vào thôi chết rồi, thua. Chết. Đứng lại bắn nhau làm gì ở cái đoạn này. Ô cái gì? Nếu không bắn thì bơi qua cũng chết. Đi đường vòng. Nó ngắm mình trước rồi. Đi qua cầu kìa. Vòng gì? Mình có xe mà. What the fuck chạy. Nó bắn chết này. Máu còn chả có. Kiểu gì nó bắn chết. Ui rồi. Không chết hơi phí. Máu còn chả có. Dead. Như cứt. Thôi ao ao ao. Ao. Khó. Bọn này nó quyết tâm ở đấy nó tiêu chết mình à? Ta thấy ông ấy cũng quyết tâm ông ở lại với mày. Dead. Thằng chó. Nó vẫn bắn nó vào mình. Hay quá hiệp. Gan của nó, bắt nó phải chết theo. Quay ra cứu tôi, quay ra cứu tôi. Ấy, vãi cứt bỏ chết. Như kẹt. Tất cả tại ông Huy Anh. Không biết nghĩ cái gì cả đáng. Là mà đạo nhá, ông nhìn đạo kia, đạo có gia tình với cả team khác kia. Cái gì? Đâu? What the fuck? Đạo chơi với ánh rồi, đúng mẹ nó rồi. Rồi. Chết thật. 4-4 này rồi. Bỏ anh ạ. Hóa ra mà cứ bảo lười, không muốn chơi, khổ lắm. Mọi quân không quân vào. Đã bảo rồi. Quân vẫn không. Quân đấy, đạo thấy thế thôi ao này. Bực mình không? Gì đấy? Ở sau... Gì đấy? Ở sau... Vừa mới thủ ống quân xong thì ống đạo vào. Rồi. Ôi vãi, ông quân không phải thôi ở chơi đi. Đi thôi. Đi. Đi chơi đi, ta đang cải mã mà. Gì đấy? Vãi. Đấy, tại ông nói thế. Tại ông nói thế đấy. Đạo, lại cái gì? Rồi. Thì đúng là vừa mới thủ ống quân xong rồi ông đạn bắn tim kia khổ. Chả làm. À đây rồi. Đấy. Đã nuôi. Đang tải map chưa chơi được. Vừa lúc lấy vào team nào đấy? Vào team Bitkit. À quên. Nhầm. Bitkute đúng không? À. Bỏ ra. Theo gái của anh em thấy chưa tôi nói mẹ xíu con chuẩn. Mà đang tải map chứ đang có làm cái gì đâu. Mời vào làm gì? Thôi ông biện hộ ý thì cúp yêu của mày mới cập nhật xong gì đấy cái gì ông vào thì sao đây thì tôi ao chơi đi đang tải map thôi mà hy sinh vì team nhưng mà what the fuck mọi người này xong bây giờ mình đắm người on đây. Đắm người on lắm. Rồi ra đi, ta đi. Hy sinh thì team, đạo gửi lại đi, em sẽ hy sinh. Ơ? Thôi. Ok. Hy sinh. What the fuck. Thời gian phải cất mở ít thôi đang xin đang xin cái gì team của anh mở ít thôi cả cất không có xin là team nào cả
đông ra cái kiểu what the fuck. Quán này còn sạc pin là cái gì anh? Đang xin vào team của anh mà cứ mời mời mời. Fuck. Cần ném táo đi. Ui, giọng giọng ông Hiếu cứ có giọng ai nhỉ? Hiệp nào giọng đạo đấy. Mình đạo đấy. Cái gì ạ? Đạo đâu không? Cái giọng đạo đấy. Ở bên siêu thị bên cạnh có bán. Cà phê, cà phê, cà phê. Ông đi lấy con lửa đi. Đủ má. Ở đấy. Thôi qua qua camera rồi, để đâu đây? Ở Hà Tĩnh đi, Hà Tĩnh đi. Người yêu đạo đấy. Người yêu đạo đấy. Tôi nghe bên giọng cháu gái nào trong trẻo vãi. Người yêu đạo đấy. Nhảy đây, Hà Tĩnh. Đúng rồi đấy. Đã quay lại. Lát con mẹ nó rồi. Làm gì còn kem nữa. Đánh nhau đấy à? Đạo này không đi làm mà đạo. Đại chiến xích bích. Đạo này không đi không làm mà đạo làm. Thế đang đang ở đâu mà đây? Thế ông nào? Thế đang ở đâu? Đang ở nhà còn đi. Làm nhà. Đây là nhà. Đang ở chỗ làm đây. Đang ở chỗ làm. Thế mà cãi nhau như ở nhà. What the fuck? Thì chỗ làm thì cũng như ở nhà thôi. Có người chứ, vừa thấy có thằng nào mua tim. Ôi, ông nào giọng ông nào cứ giọng là người yêu đạo. Sao? Lạ quá. Khổ thế. Ông nào người yêu đạo có ông nào khổ quá. Là đâu rồi? Mấy quả to quá thế. Quả to thế. Quả to thế. Báo ở trời. Ôi. Đây 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 đây. Có người á? À? Tôi chưa thấy ai cả. Miền Bắc. Miền Bắc đang bão. Miền Bắc đang bão. Bão U23 Việt Nam. Bão đéo từ giờ này. Emo. Bli. Là màu. À thì. Có người không? Tính em bảo im một. Rồi. Có người đây nhưng mà không biết ở đâu rồi. Chỗ đâu nhiều đồ quá, tôi đang nút gập đăng đây. Em có phơ đá kít rồi. Nên tao cảm ơn mét kít, mét kít, mét kít. Nhỏ không mỗi khẩu FKS. Đấy, giọng ai cười. Cháu ơi, ông ơi, cô cực đúng không? Ai đi đi. Người yêu đạo đấy. Đừng có đụng vào. Wow ngựa. Ô ba lô ba, ngon. Tôi cầm mì gì, bắn kiểu gì ấy, tôi cầm kiểu gì thôi. Em chào chị gì ạ? Chị có phải là người yêu của anh Tuấn không ạ? Tuấn néo nào ở chỗ này? Lại của Tuấn méo nào giả vờ lời ngô vẫn đi ăn hết ngon đi bê dép đây khẩu này khẩu nhóc gì đây cái bê dép khẩu phế vật à khẩu súng bình thường thôi AK này dạ. Ui cũng được mà làm gì đến nỗi bê dép nó hơi phế phế tí thôi giật tí tôi bắn thì không thôi không ơ sao bây giờ ơ sao Sao bây giờ X6 không chỉnh nó xuống này X3 nhỉ? Cắt cắt. Tôi không bắn ở đấy rồi chứ, còn ông thích thì ông cứ bắn. Rồi. Nhiều nhà đấy. Bắn nhau đâu nhiều thế. Tôi nghe tiếng súng mà không chạm thấy ai kìa. Chết rồi. What? À đâu, thế rồi. Có bọn chết rồi à. Nani. Đấy. Nani. Nhí con cặc. What the fuck? Cầm đầu. Có hiểu. Loạn vãi. Con cặc. Chấm. Con kiệt.
Hồi nào? Mấy lớp luôn gua. Mang lên clip á. Có ở đây rất nhiều đạn xanh nha. Đàn ông bị yêu kéo lên một lớp. Không mà bố nhỉ? anh mang cho tưởng người yêu. Chọn. Ui cười. Tưởng cái gì là tưởng? Anh mạnh cứ tưởng người mày yêu. Mày đang clip không anh mày ơi? Wow. Ui, kinh vậy, con biết được cả việc Mạnh đang clip ạ. Ừ. Fan ruột của Mạnh. Cái vãi hỏi như thế. Cái vãi. Fan ruột của Mạnh. Thấy rồi, thấy rồi. Đâu. Rồi xong. Đầu. Trong khi mình vẫn chạy ầm. Thôi ra có pha xe xuống kia chưa? Ra đây xe này, có xe này, ra đi xe, chạy đấy đi. Kinh à? Mạnh cũng có pha mà. Anh Mạnh đang lái xe kìa. Ôi. Chào pha đi. Chào. Lên xe. Đấy, nó không tự chọn pha gì cả. Chán không? Đáng chết. Tội này đáng chết. Đi tí hủy, không like và subscribe nữa nhá. Hủy, ui. Ôi, lên xe nào, hết đây. Chào bay. Đẹp ơi. Đi ra cái chỗ phần leo găng đi. Mẹ nó xe đi. Đúng rồi, bắn lỗ mẹ nó xe đi, ui, what the fuck. Ui, đồ đạo nghe gái rồi, ui, đồ. Đạo, ui, đạo nghe gái giết anh em kìa. Đạo nghe gái giết anh em. Lên xe, lên xe, kiểm ơi. Kiểm ơi, ông vừa bảo bắn nổ xe xong, ông bắn ngay. Kiểm ơi. Lên xe nào. Vẫn còn nút vãi cất ông nghiệp. Thôi, giờ không có cửa. Dầu nứt đất đổ vách đều còn nút. Lên xe nào. Thôi mình đi trước mày ạ. Kệ chúng nó. Ôi. Bỏ anh ở lại thì có. Giờ cái con le găng cắt hết rồi. Có xe mới này. Ôi. Mới mồm đi. Xe này thì xăng sắp hết ạ. Sao bánh một cái là còn nổ ạ. Ui dồi ôi lái. Lái như xịt ấy. Ui lái như xịt ấy. Chỗ con le găng cắt hết rồi. Này. Tí nữa. Ui em. Thôi ra đi. Em sợ. Em say xe anh ơi. Ông Đạo nhớ. À ông Đạo nhớ. Gì đây? Hứ. Nhắc tô này. Nhắc tô làm đam rồi, thấy vật lắm. Sao khu vực trong dòng nám này? Ế vật này. Bên nhau kìa. Thế tôi có ba lô ba không? Không quan tâm. Trong khi đấy mình vẫn chẳng có ăn. Khuê nhỉ? Bét chỗ làm ở dưới gì. Tôi có 250 phút đạn thanh, ai cần đạn thanh thì ra lấy nhé. Tôi đang thiếu, tôi có mỗi 427 viên thôi. Tôi tính 40 viên trăm băng. À. Ai có ngắm ê, ở đây có x3 này. Đây có x3 này. Đâu. À thôi. Thành x2 này, tự nhiên bỗng dưng nó thành x2. X3, x2 đủ hết rồi, x4 cũng có rồi. Đâu, ôi em x6 rồi anh ạ. Đây, ở đây có x2 này. Ôi trời, rơi xuống núi rồi. Đợt. Thì mất trúng máu. Mặt trời xuống núi. Ôi, trước mặt ông kìa. Ở đâu? Không phải không? Bắn đi. Đâu rồi. Vừa anh Tuấn đợi. Ui lời. Tuấn nhớ, Tuấn bắn cái gà nhớ. Ở đâu ấy? Thì kìa bơm lại anh nữa rồi. Bắn phải đọc hướng ra cho đồng đội bắn cung chứ. Như tin hết. Bắn cung cái gì? Tay ép mạng à?
này nhá, đây không phải là game tính xem ai nhiều mạng hơn, đây là game siêu hồn nhá. 4 x đây rồi. Đây có x3 này, 2 cái x3 này. Ôi trời ơi, con người, con người, con tướng FT. Ôi trời, cái gì đây? What the fuck, tự nhiên 195 FT. Tôi nhìn thấy rồi, nhưng mà tôi tự nhiên tôi bấm nhầm nút thì sao, tự nhiên nó hiện cái bản đồ, đéo hiểu. Nhớ cơn. Thật Hiệp ơi, chưa mặt kìa. Chưa mặt đấy. Nhớ cơn. Chưa mặt, đấy đấy, nó đang chạy kìa. Ok, nó chạy 195 FT đấy. Tất cả FT không hả? Đấy đấy, chưa mặt đấy. Ở chỗ mẹ Huy. Ôi dồi, mãi. Ông Huy đâu rồi? Tất cả là tại Huy. Ôi kìa. Anh Huy như cơn. Đây là bé to đó. Ok. Đốc một thằng rồi. Huy ơi. Bé to ra thế. Giết nó. Lên phải giết bằng được một thằng với nó. Không được phép để nó cứu nhau. Phải cứu Hiệp đã chứ. Không cần cứu Hiệp. Ủa thế. Cãi Hiệp. Cứ phận là mình. Cãi Hiệp. Thôi lên. Còn có tim hay nghe đi. Sống lên. Cà nhớ. Cà nhớ. Kìa nó không có khe đá kìa. Thấy chưa. Thôi đâu ra kìa. Thế rồi đang uống nước. Ngồi đồ như điên à. Ngồi M4 đâu? Đâu ấy? Không ngắm cái gì đây? Nó ở trong cái thằng đá kia kia. Ông bị mù hả? Ông ngắm cái đâu vậy? Trời ơi, Vector thấy với khoảng khách này. Không đùa tôi à? Dưới đất, dưới đất, dưới đất. Hiệp đâu rồi? Hiệp sao bắn kiểu gì đây? Rồi. Lại bên này nữa. Ôi không rồi, vãi cùng bên này nữa. Tất cả là tại Huy Anh. Ôi lại Huy Anh, ôi rồi lúc nào Huy Anh, khổ thật. Mình như là MVP rồi. Ngớ ngớ của đéo gì. Là Huy Anh à. Nghe đi. Lúc nào cũng là lúc nào Huy Anh. Có, được cái đéo gì đây. À đi. Được cái đéo gì. Ủa vẫn mèn. Đấy nhá. Không chửi bậy nhá. Ở đây có trẻ con, không chửi bậy. Trẻ bắn tiếp không? Hello. Cứ vào đi. Nghe đi, vào chứ. Gì? Đào nghe đi. Kích bén đào. Kích đào đi, kích đào đi, vô kích đào. Khó hiểu chỗ làm gì mà lắm trẻ con. Làm gì mà lắm trẻ con vậy, hỏi chấm đạo. À quên mất, khách sạn mà đúng không nhỉ, đại nhỉ, tôi làm ra trẻ con, quên mất, nơi làm ra trẻ con phải có nhiều trẻ con, nó mới đúng nhẽ. Ui dồi, lại cờ tỷ phú, lại cờ tỷ phú. Tôi ghét cái nhạc đấy, cứ vãi thề, ghét cái nhạc đấy vãi. Em thích rồi. Ủa thấy, thấy anh Huy không, thấy anh Huy không? Đấy, thấy tên anh Huy ở trên máy bay không? Rồi, đấy. Ngon ngay. Chui vào đây đi. Trời ơi. Hút càng, hút càng, hút càng, hút càng. Đồng vàng, cái vàng ấy. Dậy đây, dậy đây. Có mấy con vàng vậy? Mấy con vàng vậy? Cà phê, cà phê. Cà phê, cà phê. Ok. Bốt cam, bốt cam. What the fuck? Tiêu gửi đi. Bốt cam, bốt cam. Anh mạnh chả mi, mi bỏ rơi à.
Cái gì thế này? Cái gì thế này? Vẫn chưa phân biệt nổi đấy, giọng nam hay giọng nữ. What the fuck? Tắt cái nhạc đi, tắt nhạc đi, tắt nhạc đi. Ôi. Đau hết cái đầu. Đã vang rồi còn có nhạc nữa chứ. Đã vang rồi còn có nhạc nữa. Rồi hai ông kia chết rồi. Rồi hai ông kia chết rồi. Hai ông kia chết chắc. Hai ông kia chết chắc. Hai ông kia chết chắc. Ơi sai lầm. Rút đồ nhanh vào ra chỗ hai kia đi. Rút đồ nhanh vào ra chỗ hai kia đi. Đi. Sao ai tấn này, Ok, what the fuck? What the fuck? Em đến đây Hiệp ơi. Có hai thằng ở dưới này Hiệp ơi. Cầm sốt rắn đi. Tôi nốc một thằng rồi. Anh ơi thay em, đẹp, đẹp. Có chết. Hiệp luôn rồi. Ông Hiệp ông bảo KV sao ông nhảy thích đi đầu đi đâu. Mai cất. Mày lại trên đầu à. Gà bà lê. Đạo vàng thế. Ông bị cục đạo vàng thế. Ra ngoài, thu xong vip. Ơ đi. Hiu. Anh mạnh ngu nhất. Bắn xong một thằng rồi. Ô, ông Huy Hành hack rồi. Ông Huy Hành hack rồi. Vừa nhìn đâu lộn khổ. Sao Hiệp cũng đập đập này? Ui, anh Hiệp cất tim kìa. Ui, nó bắn ở đâu nhỉ? Ui rồi, vãi thật. Hiệp đang đánh. Đánh chiến quá. Mày thấy tôi lơ lửng giữa không trung không? Thấy. Đúng nào. Cắt bò. Cái gì đâu, mất kính rồi. Vãi ông Hiệp. Mình lột đồ. Cần nét cầm đứng bót. Vãi cái bót ạ. Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ. Giết em đi. Quy ơi. Gì? Đúng rồi, dưới này có hai thằng ấy. Còn Ly Hiệp. Ok, nó bơi kìa. Bắn đi. Ngắm thôi mà bắn. Dụ trứng. Kìa bắn cái thằng, vô đứng ấy, đừng bắn thằng nằm. Máy tính mà bắn chán thế. Ok. Còn một thằng thôi, xông lên cày chết nó. Cho, quả liệu, Nó ở sau cái chung mèo không thấy à. Nhảy á, sao vang á nhở? Tại ai ai đang để tao ngoài? Với anh rồi. Cái gì đây? Hello. Em Huy đâu rồi? Hello.
Huy Anh. Anh Huy đâu à? À, chứng tỏ tại Huy Anh rồi. À, đâu, vẫn thế mà. Thế là tại ông Hiệp, ông Đào rồi. Ông Huy Anh đâu rồi? Hả? Hiểu à? Ông Huy Anh đâu rồi? Cái gì? Đâu mà ông Huy Anh đâu? À, what the fuck, Quân này. Ông lag rồi. What the fuck? Đào nghỉ rồi.